Sáng nay, người dân thành phố Hồ Chí Minh và du khách mãn nhãn với chương trình biểu diễn diễu hành kỵ binh đường phố kết hợp với biểu diễn các bài huấn luyện ngựa đỉnh cao phục vụ người dân. Ghi nhận của phóng viên truyền hình Quốc hội Việt Nam. Đã có hàng ngàn người dân tập trung về tuyến đường Lê Lợi, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh để đón xem chương trình biểu diễn kỵ binh diễu hành cũng như là chương trình biểu diễn khí công công phá của lực lượng cảnh sát đặc nhiệm thuộc Bộ Công an. Đây là một trong những hoạt động kỷ niệm 55 năm thực hiện di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh, 79 năm ngày truyền thống lực lượng công an nhân dân, 19 năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và chúc mừng Công an thành phố Hồ Chí Minh vinh dự đón nhận danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Sáng sớm ngày cuối tuần, rất đông người dân và du khách đã có mặt tại đường Lê Lợi, quận 1. Lần đầu tiên người dân thành phố Hồ Chí Minh và du khách đã mắt và thích thú khi chứng kiến các chiến sĩ cảnh sát cơ động, cảnh sát đặc nhiệm biểu diễn võ thuật, khí công ngay trên đường phố. Tôi cảm thấy rất là tự hào khi là một công dân của nước Việt Nam và cũng như là nơi đây là nơi tôi sinh sống thì tôi thấy những hình ảnh này thì thứ nhất là rất là xúc động, thứ hai là rất là tự hào vì lực lượng cảnh sát nhân dân quá là tuyệt vời. Tôi đã từng đi xem tại Huế và hôm nay là thành phố Hồ Chí Minh, rất là tự hào, rất là vui. Một ngày cuối tuần rất là đặc biệt. Tuy nhiên, hấp dẫn người xem nhất vẫn là màn biểu diễn của đội kỵ binh với 40 ngựa, chia thành nhiều hàng biểu diễn trên phố với các kỹ thuật điều khiển ngựa, phục vụ công tác tấn công trấn áp tội phạm của các chiến sĩ cảnh sát cơ động. Các chiến sĩ cảnh sát cơ động đã biểu diễn các kỹ thuật điều khiển ngựa như cưỡi ngựa chạy đại giải phóng hai tay, cưỡi ngựa nghiêng người, nhặt vật dưới đất, vừa điều khiển ngựa vừa sử dụng các loại vũ khí công cụ hỗ trợ trên lưng ngựa. Nhìn người dân ai cũng tập trung vô coi cao độ là mình tự nhiên mình thấy mình háo hức theo. Đặc biệt là những chú ngựa được đào tạo, được tập luyện như vậy, nó vô coi như vô nề nếp vậy á. Thấy mấy anh rất là kiên cường luôn. Mà trình diễn rất là mãn nhãn. Mà tôi rất háo hức tại vì những nước ngoài đã có những cái đoàn diễu hành này rồi mà bây giờ mình mới có diễu binh này. Tôi thấy rất là háo hức, là thấy tự nhiên mình thấy mình rạo được, thấy vui trong lòng. Chương trình biểu diễn đặc sắc hấp dẫn của đội võ thuật khí công, nhạc kèn công an nhân dân và diễu hành kỵ binh đã tạo nên không khí sôi nổi hào hứng cho người dân và du khách trong dịp cuối tuần. Thưa quý vị, hơn 40 hộ dân sinh sống tại khóm 1, phường 8, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau bức xúc vì sống giữa trung tâm thành phố, thế nhưng họ lại chưa có nước sạch sử dụng. Người dân phải tự khoan giếng sử dụng nhưng nguồn nước bị nhiễm phèn. Hay là một số hộ dân chia hơi đường ống nước sạch, thế nhưng cũng không đảm bảo cho sinh hoạt. Nguyên nhân là do khu vực này nằm trong quy hoạch dự án từ hàng chục năm qua. Để có nguồn nước sinh hoạt, gia đình bà Luyến đã tự khoan giếng sử dụng từ 20 năm qua. Mặc dù biết nguồn nước không đảm bảo do bị nhiễm phèn, nhưng vẫn không còn cách nào khác. Cô xài nước giếng khoan và cô có ảnh hưởng sức khỏe. Và phải yêu cầu cho cái đường nước xuống vậy đó. Theo người dân, hiện có hơn 40 hộ vẫn chưa có nguồn nước sạch sử dụng. Một số hộ kéo nhờ đường ống chia hơi nhưng vẫn không đảm bảo vì nguồn nước rất yếu và chi phí cao. Ở đây hồi nào giờ nước là coi như là rất yếu, xài không được. Cho nên là người dân ta tự kéo này kia nọ, cho nên nó khó khăn lắm. Và lúc ban ngày là không xài được, mà ban đêm phải tích lũy nước ban đêm. Phải có lấy từ dưới gạch gập lên, không thôi từ trên này xuống thì nó xa hơn nữa. Bà tự làm ơn à, thấy cũng hơi thua ở mấy cái vùng bìa nông thôn rồi gì chứ bây giờ người ta nước đầy đủ hơn à. Khi mà cơ quan chức năng xuống khảo sát thì lại là khu vực này lại vướng quy hoạch của cái trường cao đẳng sư phạm cũ. Cho nên là tới thời điểm này hiện tại thì cũng chưa được đầu tư hệ thống nước sinh hoạt cho các hộ dân trong khu vực này. Dự án trường cao đẳng sư phạm được quy hoạch từ hàng chục năm qua nhưng vẫn chưa triển khai và tiếp tục điều chỉnh. Vì thế, người dân trong vùng ảnh hưởng phải chịu thiệt thòi về điều kiện sống và nguồn nước sạch là nhu cầu cấp thiết của người dân hiện nay. Tiếp tục câu chuyện bến bãi vật liệu xây dựng sát bờ sông Hồng và xe quá khổ quá tải hoạt động trái phép trong mùa bão tại xã Hồng Vân, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội. Vì sao vi phạm lại diễn ra công khai và kéo dài nhưng không bị ngăn chặn hay là xử lý? Kết quả tìm hiểu của nhóm phóng viên truyền hình Quốc hội Việt Nam. Đây là hình ảnh nhóm phóng viên Alo Cử Tri ghi nhận một ngày trước. Hàng trăm xe tải, xe ben rầm rộ chạy trên đê sông Hồng, đoạn qua xã Hồng Vân, huyện Thường Tín. Sau khi tiếp nhận thông tin, 16 giờ 30 phút chiều ngày hôm sau, lực lượng cảnh sát giao thông huyện Thường Tín đã tổ chức ra quân xử lý các phương tiện vi phạm tải trọng.
lực lượng chức năng lập các chốt chặn tại các điểm xe ra vào bến bãi. Tuy nhiên, khác hẳn hình ảnh hàng trăm phương tiện có dấu hiệu quá tải chạy rầm rập trước đó, thời điểm lực lượng chức năng lập chốt chặn, quãng đường này lại trở nên vắng lặng. Khoảng 30 phút không phát hiện phương tiện vi phạm, lực lượng cảnh sát giao thông đã di chuyển đến vị trí khác để làm nhiệm vụ. Thưa quý vị, ngay sau khi lực lượng chức năng di chuyển đến vị trí khác để làm nhiệm vụ, thì những cái phương tiện có dấu hiệu quá tải này thì lập tức quay trở lại hoạt động rầm rộ. Quý vị có thể thấy đây, tại đây cũng là đến hai phương tiện đang di chuyển qua đây, tạo ra con đường hết sức là bụi bặm. Đại diện Ủy ban Nhân dân xã Hùng Vân cho biết, một số bến bãi vẫn hoạt động nhộn nhịp bất chấp quy định cấm hoạt động vận tải, bốc xếp rầm rộ bởi nhu cầu vật liệu của một số công trình trên địa bàn và phục vụ đường vành đai 4 đang thi công. Đầu tháng 7, đoàn liên ngành do hạt quản lý đê số 6 thuộc Chi cục Thủy lợi và Phòng chống thiên tai Hà Nội phối hợp cùng Ủy ban Nhân dân xã tiến hành kiểm tra, lập biên bản, yêu cầu dừng hoạt động. Tuy nhiên, đến đầu tháng 8, hoạt động bến bãi vận tải vẫn tiếp tục diễn ra. Trong cái việc này thì chúng tôi cũng đang tiếp tục phối hợp với Phòng Kinh tế của huyện, Ủy ban Nhân dân huyện Thường Tín và hạt quản lý đê số 6 tiếp tục đôn đốc các cái đơn vị để thực hiện. Về cái các hoạt động của xe quá tải thì Ủy ban Nhân dân cấp xã chúng tôi là không có thẩm quyền để. Từ khi thực hiện luật đê điều năm 2006, tính đến tháng 7 năm 2024, có hơn 17.000 vụ vi phạm pháp luật đê điều, nhưng mới xử lý chưa được 1/3 số vi phạm. Nguyên nhân một phần do còn sự chủ quan, buông lỏng quản lý của chính quyền địa phương. Và những bãi tập kết cát trên các bãi sông cũng là nguyên nhân gây ách tắc dòng chảy, cản trở khả năng tiêu thoát lũ, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho công trình đê điều. Tình trạng tập kết bến bãi vật liệu, rồi sử dụng xe quá tải trọng đi trên đê xảy ra phổ biến ở các địa phương. Và những năm gần đây thì diễn biến về tình vi phạm ngày càng có xu thế phức tạp. Được biết, tình hình mưa lũ năm nay có diễn biến phức tạp, nên việc phòng chống thiên tai càng cần phải chú trọng. Thời gian tới, Cục Quản lý đê điều phòng chống thiên tai sẽ tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương để rà soát, xử lý các vi phạm đê điều, hành lang thoát lũ. Đại diện lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Hồng Vân, huyện Thường Tín cũng cam kết sau ngày 15 tháng 8 sẽ xử lý, yêu cầu chấm dứt toàn bộ hoạt động bến bãi vật liệu xây dựng trái phép trên địa bàn. Năm học 2023-2024 khép lại với nhiều thành tựu đáng ghi nhận của ngành giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên vẫn còn những khó khăn, thách thức tồn tại nhiều năm, khó giải quyết, đòi hỏi nhiều nỗ lực hơn nữa của toàn ngành giáo dục thành phố. Đây là ý kiến được đưa ra tại hội nghị tổng kết năm học 2023-2024 và triển khai phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm học 2024-2025. Một trong những thách thức của ngành giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh là cơ sở trường lớp và vấn đề sĩ số tại mỗi lớp học. Bình quân mỗi năm, số học sinh các cấp học tăng khoảng 25.000 học sinh, khiến sĩ số lớp cao vượt chuẩn, tiến độ xây dựng trường lớp lại chưa đáp ứng kịp thời, công tác quản lý vì thế phải chịu nhiều áp lực. Đây là thách thức rồi, Hà Nội không thể ngày một ngày hai, cũng là cái thách thức ảnh hưởng tới cái chất lượng giáo dục. Chúng ta đều biết là đối với các nước tiên tiến, một cái mô hình lý tưởng, một lớp học của thì 19-20 cao lắm đến 200 em, rõ ràng chúng ta gấp đôi. Đại trà là ban hành cái khung, còn muốn phát triển được thì phải cá thể hóa. Nhằm khắc phục vấn đề trên, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh xác định việc tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, đảm bảo thực hiện chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của năm học mới. Phối hợp các sở ngành trình Ủy ban Nhân dân thành phố tháo gỡ các khó khăn vướng mắc, quyết tâm phấn đấu hoàn thành công trình xây dựng 4.500 phòng học chào mừng kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Thành phố xác định việc đảm bảo số lượng và chất lượng nguồn nhân lực là một trong các nhiệm vụ quan trọng trong thời gian tới, từ đó tạo ra xung lực phát triển cho mục tiêu trọng tâm xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, giáo dục, đào tạo, khoa học, công nghệ. Trong thời gian tới, ngành giáo dục và đào tạo của thành phố cần phấn đấu toàn diện để góp phần xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao của cả nước và khu vực châu Á. Trong năm học 2024-2025, thành phố tiếp tục nghiên cứu, triển khai các giải pháp để tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong nhà trường, góp phần trang bị cho học sinh các kỹ năng cần thiết để hội nhập quốc tế.